chào quý vị và các bạn. Tại buổi thảo luận tại tổ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá luật đất đai là dự án luật quan trọng. Việc quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất vừa phải giải quyết được các vấn đề cấp thiết trước mắt, vừa phải có tầm nhìn dài hạn để phát triển bền vững lâu dài. Theo đó, Thủ tướng khẳng định, dự thảo sửa đổi luật đất đai điều quan trọng nhất phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, trong đó cần phải giải quyết tối đa các vướng mắc trong việc khai thác sử dụng nguồn lực đất đai vì đây là nguồn lực rất quan trọng để phát triển đất nước các quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cần phải quy định rõ thẩm quyền đồng thời giải quyết các vấn đề cấp thiết trước mắt vừa phải có tầm nhìn dài hạn để phát triển bền vững lâu dài cần sử dụng khai thác hiệu quả cả không gian trên trời mặt đất không gian ngầm không gian biển bởi đất đai là hàng số không sinh ra được nên sử dụng khai thác như thế nào cho hiệu quả Bên cạnh đó, cần có phương án cắt giảm các thủ tục hành chính, chuyển đổi ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai, giảm thiểu việc đi lại cũng như chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Khi luật đất đai sửa đổi lần này được thông qua, sẽ góp phần quan trọng giải phóng nguồn lực từ đất đai, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhân dân, nhà đầu tư, cũng như mong muốn ra soát việc phân cấp phân quyền trong quản lý đất đai được cụ thể và rõ ràng hơn.